Ok, mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho bạn một cái mẫu xe điều khiển dùng pin nha các bạn. Mẫu này thì sử dụng pin thường và cái độ tuổi từ là cho bé khoảng chừng từ 8 tuổi nó lên là có thể chơi thoải mái dòng xe này nha các bạn. Đây là cái mẫu xe cảnh sát thương hiệu mang tên của một loại siêu xe trên thế giới là Lamborghini nha các bạn. Xe cảnh sát Lamborghini. Cái mẫu này thì sử dụng pin thường và pin con ó, cái loại pin mà 1.5V 2A nha các bạn. Đây, cái đây là cái mẫu pin này đây. Đây. 1.5V 2A nha các bạn, xài cái pin con ó này. Cái mẫu pin này các bạn check lên rất là dễ tìm nha. Ở ngoài tiệm tạp hóa hầu như tất cả các tiệm nào cũng có hết. Đây. Rồi. Cái mẫu xe này thì cái chức năng của nó thì đặc biệt là nó có khả năng là mở cửa. Cái loại này thì là mui trần nha các bạn. Mui trần mà có khả năng mở cửa và mở mui phía sau luôn. Mở cái mui phía sau bằng phím bấm điều khiển trên remote, bằng phím đỏ ở giữa remote đấy. Chức năng thì vẫn là những như giống như những mẫu xe điều khiển khác là nó có thể chạy tới, chạy lùi, xoay trái, quẹo phải và thêm chức năng nữa là mở cửa và mở mui thôi các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tháo hộp ra để cho các bạn cùng xem cái bên trong nó có gì nha. Đây. Đây là chiếc xe của mình đây. Đẹp các bạn, cái màu sắc này rất là sáng, rất là tươi nha. Xe rất là đẹp luôn. Đấy. Mẫu xe cảnh sát, cái mẫu xe, cái kiểu xe thì rất là đẹp. Kiểu xe rất đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Tháo thì mót ra trước. Đây. Đây là remote của nó. Remote thì cũng sử dụng pin thông thường nha các bạn. Pin 1.5V 2A như mình đã giới thiệu ở đầu clip á. Cái loại xe nào hầu như là tất cả đều sử dụng pin đó hết. Rồi. Tiếp tục mình tháo chiếc xe ra. Đây. Đây. Rồi. Ok. Đây là chiếc xe của mình. Đẹp không các bạn? Rất là đẹp luôn ha. Màu trắng rất là sáng, đúng theo phong cách cảnh sát của bên ở bên nước ngoài luôn, cảnh sát châu Âu. Đây. Đấy, đẹp không các bạn? Rất là đẹp luôn nha. Rất đẹp luôn. Đấy. Đấy. Đây là cái remote của nó. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ để coi cái này có cái gì. À, cái này là phiên bản mui trần nhưng mà có thể là điều khiển để cho nó gấp mui lại dư như cái loại mui cứng kính luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin để vào thử, để thử cho các bạn cùng xem nha. Khoan đã, để ở đây có cái gì đây. À, cái đây có một cái cọng dây thun dùng để giữ cái nắp lại cho nó đẹp này. Đấy. Để mình tháo ra nha các bạn ngồi chờ cho mình xíu nha. Tháo ra cái. Tháo ra. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ tháo ra. Này, mấy loại này thì hầu như là cái phần nắp của nó hay có một cái phần con ốc vít nha các bạn. Các bạn phải dùng tua vít tháo ra mới được nha. Đây, cho mình dặn anh nè, cứ bạn nhiệt ngược chiều kim đồng hồ sẽ ra. Đấy. Đấy, chỗ này sử dụng pin 3 pin, chiếc phần xe sử dụng 3 pin nha các bạn. 3 pin. Đấy, còn cái remote điều khiển thì sử dụng 2 pin nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp pin vào. Ba pin. Cái cách gắn pin thì như mình đã hướng dẫn những clip trước rồi nha các bạn. Các bạn cứ làm theo đúng thứ tự đó là được. Đấy, rồi, bây giờ mình sẽ gắn nó vào. Đó. Đây ở đây cho mình thử cho các bạn cho nên mình sẽ không dặn vít nha. Nhưng mà khi các bạn mua sản phẩm này về để mình sử dụng mình chơi á thì mình vẫn các bạn nhớ dặn vít vô, tại vì khi chạy nhanh quá nhiều khi sợ nó vướng, nó có thể nó bị rớt cái nắp ra. Mất công mình phải gắn lại thôi chứ không gì. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn tiếp cái remote. Mới sử dụng 2 pin nha các bạn. 2 pin. Đây. Rồi, nắp lại. Rồi, để mình coi công tắc nó bật lên chưa nha. Đây, cái công tắc nó nằm đây nha các bạn. Công tắc màu đỏ nha. Nó có chữ on off này, cứ on là bật, off là tắt nha các bạn. Rồi mình bật lên rồi để coi mình thử coi cái tính năng mình sẽ cho nó đóng mui lại và gấp cửa xuống nha các bạn.
Nhanh lắm nha, tốc độ rất là nhanh nha các bạn. Đây rất là nhanh luôn nha các bạn, rất là nhanh luôn. cái bạn khi bạn nhấn nút này nè các bạn, các bạn chỉ cần nhấn giữ là nó sẽ thực hiện việc đóng nắp mở nắp. Đây nhấn giữ nó rất là tốc độ rất là nhanh luôn nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Mà khi các bạn dừng 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 lại ở vị trí nào thì xe nó sẽ giữ lại nguyên cái vị trí đó. Còn cái chức năng chạy thì cái dù bạn mở mui đóng mui hay là dù mở cửa đóng cửa thì xe vẫn chạy được bình thường nha các bạn. Đấy, xe vẫn chạy được bình thường nha các bạn. Xe trái vẽ trái đã phải này, cũng tương tự như những cái mẫu xe điều khiển khác thôi. Đó, vẫn bình thường không gì hết. Chỉ có cái chức năng đóng mở mui thì các bạn ví dụ không thích mở thì các bạn đóng lại. Đó, đóng lại thấy không? Cho nhìn chiếc xe cho nó gọn, nhìn cho nó đẹp nha các bạn ha. Đây. Đó. Đó. Chạy chạy tốc độ cũng khá là được nha các bạn. Đó. Không phải nói là nhanh lắm nhưng mà cái điều tốc độ này là mình đủ để mà có khả năng để mình điều khiển nó được, kiểm soát nó xe được để tránh nó bị va chạm này kia nha các bạn. Cái chạy nhanh quá mình kiểm soát nó không tốt, cái công mà mình đụng đụng tường đụng này đụng kia, cái công nó bị trầy, cái công mà mất cái vẻ thẩm mỹ của chiếc xe mình. Đấy, giờ mình sẽ mở mui lên để các bạn xem nha. Đó. Mở mui lên đó, nhìn cứ gọn rất là gọn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Mà cái chiếc xe này á, là mình theo mình cảm nhận thấy á, thì nó khả năng đóng mà mở cửa mở mui của nó nhanh hơn những mẫu xe khác. Và nó có thường thường một số mẫu xe khác thì thông thường nó chỉ có mở cửa thôi chứ không có mở mui thế này, mà này nó mở mui luôn, rất là hay nha các bạn. Đó, anh thấy đã không đó. Ok đó, đã không các bạn, nhìn rất là đã luôn ấy. Cái không gian của mình đây hơi chật cho nên là mình không có cho nó điều khiển cho nó chạy thiệt nhanh được để các bạn xem được, nhưng mà về cơ bản là chức năng nó có nhiêu đó là mình đã giới thiệu cho bạn xem không hết rồi đó. Rồi nếu các bạn có muốn quan tâm sản phẩm này hay là muốn tham khảo thông tin chi tiết thì các bạn vui lòng vào link ở bên dưới, mình có để phần link ở dưới phần mô tả của video nha các bạn. Ok rồi, phần giới thiệu đã xong, mình xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.